Panda. I got broads in Atlanta. Just to go be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hello nha, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Cổ Đại Gaming. Thì như được mắt anh em cũng đã thấy được nhân vật chính của ngày hôm nay phải không ạ? Nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta chính là nhân vật MG. Ở video lần trước mình cũng đã làm về dòng MG đi theo đường sức mạnh. Và anh em cũng đã cảm thấy được sức mạnh của em nó khi đi trên lên đến gần 700 cada, một sức mạnh cực kỳ khá là khủng khiếp. Thì đi theo đường năng lượng hay còn gọi là NE, MG của nó còn mạnh mẽ như vậy hay không? Thì đúng ra ở cái video ngày hôm nay mình sẽ phải làm về nhân vật MG ở season 16.4, tức là MG đã được làm lại. Nhưng bởi vì lý do là season server của mình hiện tại là chưa update nên mình cũng không thể quay video cho anh em được. Thì anh em xem video này cũng như là một phần kỷ niệm cho em MG, cái chỉnh giá MG này. Khi em nó được sáng tạo mới, được làm lại và biến mất hoàn toàn tất cả các skill như là bảo điện, phá thiên thạch, quế rồng. Vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhân vật MG. Thì trước khi đến với build nhân vật MG, chúng ta sẽ cùng nói qua về một chút về các dòng của MG ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ build nhân vật MG của chúng ta đi theo 3 dòng chính. Thứ nhất là Minh Agi, tức là thẻ để tốc độ đánh ở mức tối thiểu đủ để mang đồ, tức là mang cái gáy này lên và sức mạnh dùng để đủ để mang đồ, còn lại dùng tất cả còn lại cho NE. Thứ hai, chúng ta sẽ build hoàn, chúng ta sẽ build NE vừa đủ để chúng ta có thể mang đồ. Đây 1401 chính là NE tối thiểu để ta có thể mang, và dồn hoàn toàn tất cả các điểm còn lại vào Agi để chúng ta đạt được Agi có thể max speed hay không, tức là speed tối đa 351. Và cái dòng thứ ba mình đưa hôm nay là nằm ở giữa, tức là Agi vừa phải, NE cũng vừa phải. Vậy như thế nào là vừa phải? Anh em có đặt ra câu hỏi đó không? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng tham khảo một trang web, đó là Google Online. Thì đây, như trong trước màn hình của anh em cũng đã thấy, đối với trang web Google Online chúng ta sẽ có được cái gì? Ở đây họ sẽ cho chúng ta thấy được tích tốc độ đánh của skill bảo điện tương ứng với điểm A, tương ứng với khả năng attack. Đây chúng ta có gì? Ta sẽ có được, nếu như chúng ta tăng lên tầm 187 cho đến 222 thì chúng ta sẽ đạt được 150 lần attack. Ngoài ra, nếu như chúng ta vượt hẳn con số 222, tức là 223 đến 267 thì chúng ta đạt được là 166 lần attack, tương 16 attack so với cái thứ 15 này. Thì đâu là sự lựa chọn khi mà chúng ta đã đạt trên 223, tức là chúng ta đã có được một agi tương đối là cao, thì xem như chúng ta sẽ full agi và mình chỉ để agi tầm 224 thôi, đúng không? 224 là đẹp, là vừa tròn, hoặc là 23 là vừa tròn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi build nhân vật MG chúng ta theo trường hợp đầu tiên, đó chính là Minh Agi, tức là agi vừa đủ để có thể mang được cái cặp vũ khí này, chính là Cyberhut cộng 15 với agi yêu cầu là 125. Và agi để mang áo quần, cái áo sẽ là vũ khí cần agi nhiều nhất là 231. Bởi vậy nên lượng agi mà chúng ta tăng lên là chỉ là 231 điểm mà thôi. Kèm theo đó, chúng ta sẽ dồn tất cả hoàn toàn các điểm còn lại vào 2000 NE và kết quả chúng ta đạt được là 2854 NE và được còn nữa thêm 1158 điểm từ Master Bolt cũng như là áo quần và vũ khí. Ơi, cách biểu như vậy thì đây chỉ là kết quả mà chúng ta sẽ đạt được. Rick Dam 61%, Shalem Dam là 50% và Duke Dam là 22.8%. Và tương tự cho cả còn lại. Rồi, đây là bảng C. Và đây là chính là bảng C đối với cách thuộc tính. Ta sẽ có được Attack Power Element Dam là 760 đến 1578 và thủ là 882 khi mà đi PVM. Vậy Master 3 của em nó ra làm sao? Thì chỉ là Master 3 mà mình đã tăng thì nó cũng sẽ không thay đổi gì nhiều so với tất cả các nhân vật còn lại. Mình chỉ build 5 điểm để giữ khi mà mình muốn tăng lên agi nhiều hơn. Và chúng ta sẽ dồn 20 post các ô còn lại như NE, agi và sức mạnh. Và mình cũng chỉ lấy 15 điểm ô mắc máu và dồn tất cả những điểm có thể còn lại vào cái đàn tối đa và tăng mỗi ô 10 điểm vào khả năng hồi phục, như 10 điểm vào khi chiếc quái vật và mắc 20 điểm vào lúc tối đa cũng như là nó đẹp. Đây, Master 3 là như vậy,
ta sẽ dò qua một vòng với mắt bốn luôn. Ở mắt bốn mình sẽ có lưu ý với anh em một điều như sau. Đây, chúng ta sẽ đi đến ô số 5 là Yannick Stop, tức là bảo điểm của chúng ta, và chúng ta sẽ mắc 20 điểm ở ô đầu tiên. Nhưng mà anh em mắc 20 điểm ở ô đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ được tăng 20 điểm vào điểm tăng thưởng bonus từ mắt 4. Nhưng nếu anh em chỉ cần tăng thêm 5 điểm vào quầy rồng thì bây giờ bonus của chúng ta sẽ lên được là 40. Và tất cả các ô còn lại mình cũng tăng hoàn toàn vào việc gây đam tối đa, bao gồm tăng hết tất cả các điểm còn lại vào NE và 40, 40, 30 và 20. Để thêm một chút đẹp cho em đó, vì khi chúng ta tăng không quá nhiều AG thì việc mà đẹp của MG sẽ bị giảm rất là nhiều, nên chúng ta sẽ thu khoảng điểm đó còn lại vào việc tăng đẹp basic này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trên quả dễ trải nghiệm sức mạnh của em đó, trước khi đến với trường hợp thứ hai. Let's go! Ok, như vậy là mình vừa đưa nhân vật MG của chúng ta đến với bài Hotspot. Đây, anh em có thể thấy Hotspot Earth cùng hệ với sách phục của chúng ta. Và đây là cài đặt của em đó. Bánh 6 đó có điện và em thêm skill book khi mà mang vũ khí thứ hai chỉ là một cái rồng cấp 2, cái rồng cấp 2. Và khả năng trên của em nó bây giờ là phải diệt trên 1 giây 0.61, cực kỳ là ổn định, không hề thua kém bất kỳ một nhân vật nào. Vì khi chúng ta build với khái niệm là dồn hết tất cả mọi thứ vào năng lượng để có được một lượng đam tối đa, chúng ta hãy cùng nhìn thử xem lượng đam này cao nhất mà em đó có thể đạt được là bao nhiêu. Như anh em cũng có thể thấy, việc cái skill với bảo điện là gần như rất là tốt, khi mà khả năng cái đam quái là điện cực kỳ rộng, như mọi quái đều dính skill bảo điện của chúng ta. Hiện tại khả năng gây đam của em nó là 161, là 1.612.000 tính thưởng và 404 đam của tính. Nhưng vừa em nhìn thấy là hơn 400k đam, đam đúc bộ. Khá là ngon, biết tôi liên quả của em ngon. Đây, em cũng có thể thấy được chúng ta mất máu khá là nhiều khi mà lượng đẹp của chúng ta đạt được là bao nhiêu đây, 7537 đẹp. Em nó gây đam cực kỳ ổn định, khá là đều. Lượng quýt đam của chúng ta cao nhất là 6.362, tổng lên 13.123, gần 20.000. Hiện tại mình đã không sử dụng quýt shop book, tức là các vật phẩm tăng sức mạnh cũng như là tăng hồi máu, nên là tăng credit đam 134 hồi rồi là ngon. Nhưng vẫn thấy quái đi ra đến đây rồi mà còn chỉ sử dụng bảo điện, tăng gây đam của bảo điện là cực kỳ rồng. Đây là trường hợp đầu tiên khi mình tăng AG khá là thấp, gần như là AG vừa đủ để mang đồ mà thôi. Tiếp tục chúng ta có lẽ nên đi đến với một map cao hơn, map bầu trời đỏ, Smoke Cross. Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến với map bầu trời đỏ và cũng chính là bài Hotspot Earth cùng hề. Mình sẽ thu lên một chút cho anh em thấy khả năng cái đam của em nó là như thế nào. Bởi vì lượng đẹp khá là thấp và lượng đẹp của số tính khá là yếu, nên mình không thể đứng em nó dựa bài được. Nhưng mà khả năng gây đam của em nó giảm đi bao nhiêu. Đây, quả gì gần như là toàn bộ bài trên này luôn, bỏ sót con quái nào cả. Kỳ ngon. Đây, nó gây đam quái là thôi rồi luôn.
và lượng KDA mà chúng ta đạt được là 0.5, 0.52, mình chưa ổn định được. Thì nó sẽ dao động vào khoảng 0.54 và mình phải đợi quá khá là lâu. Điều như vậy chứng tỏ là khả năng gây đám vô đám của em nó cũng cực kỳ tốt. Đang quả cực kỳ ổn định. Mình sẽ đến với một bài slot sẽ là tầm 3 phút để anh em có thể thấy được cái mình của em đó. Tiếp tục 5-3 và tiến thêm 1 giây, 2 giây gần, 2 giây là giết một con. Như vậy là đã mình được một em rồi. Tiếp tục mình sẽ di chuyển biển mạng cao nhất hiện tại là mạng đêm thơ yêu cầu level là 1.100. Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến mặt cao nhất mặt điện thờ. Như anh em cũng đã thấy được cái việc ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến mặt cao nhất mặt điện thờ. Ở đây anh em cũng có thể nhận rõ rằng yếu của em nó trong việc phòng thủ, nhưng mà lượng đẹp chỉ là 7537, nó chịu đòn của em nó khá là yếu. Và mình vừa sử dụng thêm hai cái vật phẩm là tăng tốc độ đánh cũng như là tăng đam, và khả năng clear quái của em nó cũng cực kỳ là tốt, 0.6 cao nhất này. Khi mà lượng máu của quái vật tăng lên cũng như khả năng đẹp của quái vật gia tăng theo level thì việc em nó gây đam 0.6 và bình thường là điều mình có hiểu được. Nhưng mà bây giờ lượng nó một đam thì mình được 1.927 và lượng 11 đam để giết quái yêu cầu là tăng lên. Trời ơi, giật xét kìa. Trời phạt, đây gọi là skill trời phạt anh em ạ. 427 đam, triple đam, khá là ngon. Tuy rằng không cao giống như tất cả các nhân vật như là SMG, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có được lượng đam AOE khá là tốt, một lượng đam diện rộng cực kỳ ổn định. Là đều 0.56, 0.55 khá là ngon. Mình sẽ ăn tiếp E và R và skill book. Và lại bây giờ chúng ta sẽ đến với khả năng trường hợp điều thứ hai, đó là mắc Agi. Nhưng mà nhân vật MG chúng ta sẽ dồn thì tất cả mọi điểm vào Agi và năng lượng yêu cầu chỉ là vừa đủ để mang áo quần và học skill mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trường hợp thứ hai đối với nhân vật MG của ngày hôm nay. Ở trường hợp thứ hai mình sẽ build nhân vật MG với mình nhận gần như tối đa với 1684 điểm và 850 điểm bonus từ Manta 4. Và đây là kết quả chúng ta đạt được với lượng đẹp là tăng lên 7637, cũng như lượng Caspic đã lên đến 270, 351 điểm. Và với việc như vậy chúng ta đã có cái lượng đẹp quay lên đến 900, và đây là sự hứa hẹn với việc MG của chúng ta sẽ có một lượng đẹp và lượng phòng thủ cực kỳ ổn định khi mà lên các mạng cao. Và đây là bảng Master 3 sẽ không thay đổi hoàn toàn so với trường hợp 1 là Full Agi, Full NE. Tiếp tục chúng ta sẽ dào qua một chút đối với bảng Master 4. Đối với bảng Master 4 thì mình cũng sẽ tăng phải 5 điểm vào ô quẩy rồng để mắc bonus 40 điểm. Và các điểm còn lại gần như không thay đổi so với trường hợp 1, ngoài trừ mình sẽ không lấy 3 step
cũng như là mẹ phụ huynh. Tại sao? Lý do ở đây là bởi vì chúng ta đã tăng lên đến hàng như là gần như là 2004, 2005 AG rồi. Thì việc đẹp của chúng ta bây giờ là cao hơn hẳn so với cái lần 1. Bởi vậy chúng ta sẽ dồn các điểm còn lại để bù vào lần đáp chúng ta đã mất. Và để bù vào lần đáp đã mất đó, chúng ta sẽ tăng vào đẹp win cũng như là skill đáp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đẹp thực tế với nhân vật MG của chúng ta khi mà đi theo dòng Funagi. Có gì thay đổi quá nhiều. Ok, như vậy là mình đã đưa nhân vật MG của chúng ta đến bài test đam cũng như là test khả năng đi trên. Khi mà build với nhân vật này ở đường Nagi là 1684 Funagi NE chuột đủ để học skill và mang set anti-code mà thôi. Sức mạnh của em nó chắc anh em cũng đã thấy được trên màn hình. Khả năng clear của ấy cực kỳ tốt. Ê, chúng ta phải đợi quái ra luôn. Dù rằng lượng quýt đam đã được giảm đi, đam của chúng ta bây giờ chỉ là 5.007 so với 6.000 như trường hợp 1, cũng như là đam tổng thêm chỉ là 12.000 so với trường hợp 1 thì đạt được là 13, nhưng mà lượng APK speed đã được tăng lên đến 270 điểm. Và kèm theo đó mình sẽ sử dụng tiếp về 2 skill book, đó là attack tốc độ đánh cũng như là đam. Anh em có thể thấy rõ tăng 20% đam và khả năng hồi. Lượng quái vật chiến trên 1 giây vẫn là 0.6. Khả năng ổn định sẽ là 0.59 hoặc là 0.6 tròn. Thu lại với cách build như vậy thì khả năng tù quái của chúng ta sẽ cực kỳ là ổn định, thì chúng ta có thể đứng ngay tấm của quái ra mà không sợ bị quái đánh chết. Bây giờ ATK speed là 290 lần. Còn nó 0.58, 0.62 là ổn định về cách build như vậy. Đối với cách build này chỉ thỏa mãn nếu như mà anh em có cốt nít, tức là có 8 thủ tính cốt nít kèm theo. Khi mà chúng ta có lượng ATK speed cao thì khả năng gây đam của cốt nít sẽ càng rõ ràng hơn. Chết rất là nhanh. Tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển đến một map cao hơn, thì là map bầu trời đỏ. Rồi, mình vừa đưa nhân vật MG chúng ta đến map bầu trời đỏ. Để xem nếu sẽ tích như vậy thì khả năng gây đam của em đã có gì thế là không. Cực kỳ là ngon lành. Mới những giây đầu tiên thì lên tấn 0.66 luôn. Bây giờ chúng ta có thể đứng ngay tấm quái mà ra skill chứ không cần phải núp như khi mà chúng ta min Agi. Như mình nói ở map trước thì khi mà chúng ta full Agi thì cái việc khả năng trù quái, trù đường của chúng ta ok hơn. Thì anh em không cần phải có một nhân vật đi theo book. Ví dụ như là nhân vật sụt huyết nhớ, khi mà đi theo dòng Agi book mana shield thì em nó sẽ càng khỏe hơn nữa. Nhưng mà đối với nhân vật full Agi MG thì ta không cần điều đó. Không cần e luôn. Ta có thể đi solo bài một mình. Đây lượng máu tụt cũng không đáng bao nhiêu. Lượng bài vật chiến trên 1 giây là 0.68, quá là ngon. Rồi em được xét kìa. Rồi hơn hẳn so với việc chúng ta đi full NE mà để minh Agi so với trường hợp 1. Như vậy là và hai cái map trên thì chúng ta được nhận thấy được là việc full Agi khi mà đi kèm một cút nít nó sẽ rất là tốt. Rồi, khá là ngon.
nhé, nó thả nhé. 67, 66. Mình ta để A sẽ rơi vào khoảng 66 ở đây. 2 phút rồi. Mình phải tập trung trên chơi khá là cao. Và một năm cũng được cải thiện luôn. Không phải chỉ mỗi là tinh. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với mạc cuối cùng, mạc cao nhất. Bình thờ 1250. Ok, như vậy là mình đưa em nó đến mạc cuối cùng, mạc 1250. Và chúng ta sẽ cùng xem sức mạnh của em nó. Ngay giữa bài trên, ta không cần phải núp giữa trường hợp 1. Đường quái vẫn đã bị giảm sút so với 1 khá là nhiều. Ôi, tầm có 0.60. Rất là ngon. Chưa ổn định nữa. Chưa ổn định anh em ạ. Ta sẽ phải đợi khoảng là phút. Khi mà lượng phải phát triển trên một cây được của mình chỉ số thì người ta mới có thể so sánh một cách khách quan nhất. Như anh em cũng đã thấy, đứng ngay giữa bài quái được vô sinh. Và khả năng em nó trụ được cũng cực kỳ là ngon lành. Và gần như chúng ta sẽ không có tỷ lệ mít đam quá nhiều. Khi mà lượng ATK speed của chúng ta là 70. Bây giờ mình sẽ ăn thêm góc bled và góc sụt thì lượng ATK speed bây giờ là 290. Kèm theo đó là ATK success rate lên đến 9.7. Ngon. Ít đam thì sẽ vẫn là có, nhưng mà một chỉ số là chấp nhận được. 0.62. Cực kỳ là ngon lành. Em đang xả bảo điện kìa. Rất khủng khiếp. Dù đang lượng mắc đám không được cao so với những trường hợp 1, mà khả năng quái vật chỉ trên một cây còn cực kỳ ổn định. Bây giờ sẽ là dao động khoảng tầm 0.6. Còn 0.6 anh em ạ. 0.8 kìa. Phải bật kìa thì nó sẽ nhảy lên tiếp. 0.5 kìa 0.6. Đã là ổn định. Như vậy chúng ta sẽ cùng đi đến trường hợp 0. Sau với trường hợp 1 thì trường hợp 2 của chúng ta đã chiến thắng hoàn toàn về khả năng đi trên, như khả năng thủ đường thủ mát. Nhưng mà các em đã có một đường đẹp cũng như một đường đẹp tắt. Đây, ta tuyên thẳng là Miyagi Bắc Agi đã đem lại hiệu quả tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với trường hợp cuối cùng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với trường hợp biểu thứ 3. Đó là tăng một lượng Agi vừa phải cũng như chung NE cũng vừa phải. Thì như mình nói lúc ban đầu, bao nhiêu là vừa phải. Ở đây mình sẽ tăng lượng Agi là 1605 và vừa tròn đủ điểm 223 attack speed. Và với khoảng 223 attack speed này thì nó là vừa đủ cho đối với skill bảo điện, còn gọi là skill Gigantic Stone của chúng ta. Và tất cả các điểm còn lại mình sẽ build hoàn toàn vào NE để được một lượng đam cực kỳ là ổn định. Và khi chúng ta tăng theo trường hợp như vậy thì quả mà chúng ta đạt được là, thì anh em có thể thấy rất kỳ là này nhỏ. Và master bar của chúng ta sẽ gần như là không thay đổi được với trường hợp 1 và trường hợp 2. Master 4 thì sao? Đối với bản skill master 4, mình cũng build hoàn toàn giống với trường hợp 2, chỉ khác một chút là bây giờ lượng điểm mà được bonus từ bảng Master 4 chúng ta sẽ dồn hoàn toàn vào
NE để chúng ta đạt được là 1.158 điểm cộng thêm cho NE của chúng ta. Và với cách build như vậy thì lượng down của chúng ta bây giờ là bao nhiêu? À, hãy cùng đi đến với khả năng gây down của em đó. Ok, mình vừa đưa em nó đến map cá nhân. Và đối với map cá nhân thì khả năng gây down của em nó làm sao? Chúng ta hãy cùng càng ngày bây giờ. Cùng với 1.605 AV và APK speed là 283. Để xem em nó có thể gây down tốt hơn nhiều so với cả 1 và 2 hay không. Ui, KDA là 0.76. Và phải lại phải đừng phải rank em ạ. Và cũng sẽ phải đợi trong vòng tầm 3 phút để có được một kết quả cuối cùng, xem như là ổn định nhất nhân vật MG của chúng ta khi đi tăng theo 0.3. Bao nhiêu đây? 0.1. Mình hy vọng là em nó sẽ dao động khoảng 0.65 cho đến 0.67 và xem như ổn định. Khi mà chúng ta mix hỗn hợp giữa lượng AG vừa phải cũng như một lượng NE vừa phải thì khả năng em nó vừa có được một lượng đau ổn định, hai vừa có một khả năng gây đẹp và một tốc độ đánh cực kỳ hợp lý. Ở trường hợp này sẽ build cho những nhân vật anh em và sau này sử dụng cũng ít nhưng mà hiện tại chưa có. Nhưng muốn có một lượng đam không phụ thuộc quá nhiều vào khả năng gây đam của tính, nhưng vẫn có một lượng đẹp như là đi và một lượng APK speed thì có thể có một lượng đam như là hoa thảo hoặc một lượng đam gây đá xem như là chấp nhận được cách như này thì những cái toàn hình anh em kể cả anh em mắc đồ hay là anh em đang sử dụng một set gai on sẽ yếu đối với nhân vật MG. Cây đăng của em nó bây giờ chỉ là 0.6 điểm 59, không chênh quá nhiều so với 2.1. Ta sẽ phải đợi quá lâu vì rằng đây là bài hotspot. Thấp nhất là 0.57 và cao nhất là 0.6. Tiếp tục chúng ta sẽ phải đi đến với map thứ hai, chính là map bầu trời đỏ để xem em nó có còn đang đi đêm tốt như vậy hay không. Okay, tiếp tục chúng ta sẽ đến với map bầu trời đỏ và cũng là bài hotspot Earth. Cùng bài vật diệt trên 1G là bao nhiêu đây? 0.63, 0.65, 0.76, 20 giây đầu tiên. Chúng ta sẽ phải đợi cho lượng bài vật diệt trên 1G ổn định lại. Cách build này khả năng em nó trù map cũng không quá tốt so với cách số 2 nhưng mà lại hơn so với trường hợp số 1. Tam cơ bản là 2.4 như là chấp nhận được. 0.65 kia nha. Đấy ghi gấp. Sáu luôn. Là cái gì? Và chỉ trên 1 giây được cái map bầu trời đỏ là 0.60 nhé. Nó đều. Mình có thể thấy được
ngay trên màn hình. Có gì phải chế trách nhân vật MG. Hy vọng là với web gen khi mình làm lại nhân vật này, chúng ta có được một nhân vật MG mới để sự thỏa mãn cái mong muốn của anh em, có nhiều sự thay đổi. Nhưng trước khi đó, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại tất cả các skill của em nó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến mặt cuối cùng, đền thờ 1250. Ok, như vậy là mình vừa đưa nhân vật MG của chúng ta đến điểm mạng cuối cùng, mạng đền thờ level 1250. Và đây là khả năng gây đau của em nó. Với trường hợp build thứ 3 này, khi mà chúng ta cân bằng giữa tốc độ đánh và lượng năng lượng tăng vào, thì kết quả mà chúng ta đạt được là em nó sẽ vừa có được một khả năng phòng thủ gần như là đỉnh, cũng như một lượng tốc độ đánh khá là phù hợp với skill bảo điện. Theo đó, khả năng gây đam cũng sẽ như là cân bằng luôn. Thì việc trường hợp thứ ba, khi mà chúng ta đi lên với một nhân vật e-book hoặc là nhân vật thuộc Witcher với mana siêu, đó chính là điều tuyệt vời nhất. Trường hợp này cũng có thể build trao đổi với anh em vừa có nhân vật phù đi theo và đi tên với team hoặc đi solo cũng gần như là có thể, không bắt buộc không theo một lối đánh nào cả. Phải bật kiệt thêm 1 giây là tôi không cũng xong. Đồ đi. Hoàn toàn đến không cũng xong nhé anh em. Như vậy, qua cách build của mình với 3 trường hợp: nhanh nhẹn thấp nhất, nhanh nhẹn cao nhất và cân bằng giữa nhanh nhẹn và năng lượng. Thì theo anh em, thì mình đi tên với nhân vật MG skill bảo điện thì mình đi theo trường hợp nào, và trường hợp nào là sẽ phù hợp với anh em. Hy vọng video này có thể giúp ích được nhiều anh em trong việc lựa chọn cách build của nhân vật MG mà đi cùng skill bảo điện. Bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên đăng ký chủ đài gaming để có thể theo dõi những thông báo hay là video mới nhất. Và đừng quên like cũng như là comment của anh em và yêu cầu của anh em để các video tiếp theo. Mình hy vọng là sau video giá sắp tới mình sẽ cố gắng làm với nhân vật MG với các skill khi được làm lại đủ phiên bản MU Online Season 16.1. Bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.